Vâng, chào các bác. Thì nhiều khi nhiều bác thợ cũng nhắn hỏi là tại sao làm được những con máy nó tấm điện cực hay các thứ bên trong nó sạch như vậy. Thì em cũng xin chia sẻ với các bác là nhà em thì làm bằng công nghệ sóng siêu âm các bác nhé. Công nghệ dung sóng siêu âm này thì thành phần đưa vào đây thì các bác nhìn này, nó dung thì nó sẽ đánh bật hết được tất cả các cái bẩn li ti bên trong của những chiếc máy, nếu nó có bẩn các bác nhé, nó tự đánh bật được. Vì trong này bọn em làm cái hệ thống vệ sinh sóng siêu âm được nhập khẩu từ bên nước ngoài về, thì cái sản phẩm này nó chuyên ngành cho ngành y tế các bạn. Thì mình sẽ làm theo đúng quy trình của bên Nhật hướng dẫn, thì sẽ đảm bảo được cái chất lượng máy và cái chất lượng độ sạch trong máy ạ. Đây là buồng điện phân các bác nhé. Thì em bỏ ra thì em cho vào máy ấy, đánh sóng siêu âm này thì nó sẽ tự bật hết được các cái bẩn các bạn, tự bật được hết các cái bẩn bên trong của tất cả các khe kẽ mà những cái mà thiết bị vệ sinh của chúng ta không đưa được vào, thì cái chiếc máy sóng siêu âm này thì nó sẽ làm được cái công việc đó cho chúng ta. Nên là bác nào mà muốn làm vệ sinh những chiếc máy của mình thật sạch sẽ thì inbox gửi về địa chỉ nhé, em làm cho các bác một cách hiệu quả nhất với một chiếc máy đã qua sử dụng. Đấy các bác nhìn này, cái bẩn nó sẽ tự đẩy nó xuống lên do cái luồng sóng rung. Đây các bác, nếu mà nó rung ở trong này nó rất là cường độ rất là mạnh, nó cứ rung đi rung lại như thế thì tất cả những cái bẩn ở bên trong này nó sẽ được mở dần ra. Đấy, mà trong những khe kẽ nó không thể đưa được những cái vật khác để đưa vào. Đấy, cảm ơn các bác, hôm nay là em cũng xin chia sẻ ý kiến nghề nghiệp cho các bác. Những cái bác mà hay mua sản phẩm nhà em thì các bác cũng cứ yên tâm mà sử dụng, thì làm thế này là rất kỹ rồi ạ. Nhiều bác là sợ là cứ